Cái gì? Giờ ngồi làm gì á? I want a paper. I want my nails paper. Oh, con muốn sơn móng tay con hả? Wait, do your nails first on your game and then show Bentley what you want. Wow, giỏi dữ người ta đây nè, dì Ben đó hả? Đẩy ra một cái mớ xe này nè. Bây giờ nó ngồi xuống nó nói dì Ben này nó muốn sơn một tiếng. Very organized. Rồi bây giờ video của chay xong rồi nè, bây giờ mình chuẩn bị đăng video cho chay lên cho cô chú công nè. Hiện bây giờ là mọi người biết mấy giờ chưa? Hiện bây giờ là 11 giờ tối rồi. Nó để bàn tay nó lên, nó sẵn sàng, nó chèo dì Ben ra để nó làm màu gì? Màu tím. Màu gì? Màu tím chứ màu xanh phải không? Rồi ok, làm xong cho con rồi dì Ben làm cho mẹ ngon bộ móng tay cái lâu quá mẹ chưa có làm. Đó, bây giờ là 11 giờ tối rồi các bạn. Tự nhiên hứng ra cái con chay nó đang ngồi chơi make up, cái con Ben hỏi con chơi gì á, cái chay nó đưa cho con Ben coi, cái nó thấy con Ben đang make up, cái nó hỏi là hả con muốn gì Ben sơn móng tay con không, nó nói muốn rồi đó. Bây giờ là Ben là sơn móng tay cho nó nè, cái gì á, màu tím đỏ, cái màu tím này màu tím thủy chung, màu tím này quá đẹp luôn, tím quá đẹp luôn. Rồi giờ gì Ben sơn đây. Ok, để mày mở ra cho cái nước sơn nè. Ui sao cái nước sơn này khi tao đi làm tao sơn miết cái nước này. Cái này là nó là matching color đó. Sơn bọc cái tiền đó. Đó, tì tì tì. Ừ, you like this, chị? Con thích hả? Con thích cái này hả? Ôi trời ơi, cái gì đây? Ôi mà ơi, mà ơi. Bê cái nước sơn không tiếc nó rớt xuống cái bàn này, đau lòng cái bàn. À, mình lấy cái đây 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 đây. Trời ơi, các bạn luôn. Các bạn coi cốc nè. Cốc xanh mà chua nè. Trời ơi, có con Ben đó. Nó mới vừa để ngọc hai cái hộp. À đừng. Cái gì Ben để làm sao con để y chang vậy giùm mẹ. All three of you. Jay, you need to pay first. Jade, go get your change. Go get your change I gave you. Con phải trả tiền trước, tại vì sơn xong tay con ước con trả tiền không được. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Con có tiền không? No. Go get your change. It's on the floor. Go pick up your change. Ok. Nhiều quà cũng đủ tiền thôi. Cái này cho tiền tiếp luôn. Kêu nói this is your check. Rồi. Oh, good job. Mày làm lẻ đi, baby. Có phải là cảm ơn cô bé. Đúng rồi. Trời ơi. Chưa mê ra nó cái chi. Chưa nó cái chân rồi. Chú mà bị dũa làm chi, cứ sơn lên thôi khỏi dũa, móng nó cắt ta cắt hết rồi. Tận làm bài nữa, mà cô Ben đẹp quá. Con nói đi, cô Ben đẹp quá. Cô Ben đẹp quá. Con nói đi, bây giờ nói cho cô Ben nghe con mẹ tên gì, bố gì. Mẹ tên gì? Bố ngạc. Bố ngạc. Bố ngạc. Ăn khổ. Bấm, bố ngạc. Bố ngạc hả? Bảo Ngọc, con là Bảo Ngọc. Con là Bảo Ngọc. No, tôi tính nó kêu bố ngạc. Đúng rồi. Người tiên quang ấy hả? Ừ, tính bố ngạc. Rồi, sớm bố cô nha, sớm màu tím, con kêu màu tím. Con là màu tím. Con là màu tím. Màu tím nó màu này nè. Con nói đi. Nhưng mà khi cô Ben sơn con không được, con không được gãi nhá. Ok. Cô Ben sơn xong là con không được mua, ok. Kêu giá, con là giá. Maybe closer, please. Đó. Oh, trời ơi, bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Trời ơi, quá đẹp. Ủa sao cái màu nó lạc kia, ra màu nó lạc kia. Sao vậy? Lavender. Gì sao tự nhiên nháp là sao? Ô, đi ngủ hả? Thôi về thôi đi ngủ đi. À, thôi đi ngủ đi khỏi sớm. Mai sáng tiệm hả? Tiếp tiếp. Ờ ờ ok. Thật lòng nhỏ mệt quá sớm có 10 cái tay không. Ok. Từ từ. Cover your mouth, JD, when you cough. Đúng rồi, sợ. Quá. It's stinky, right? Rồi. Quá đã luôn, cái gì vậy? Cái gì vậy? Con phải ngồi yên. Ủa? JD, you gotta stay still, honey. JD, con phải ngồi yên nè. Mất công là đó nhúc nhích đưa rồi xỉ chập. JD tới cái sân sầu nè. She wants to get under your nail, not your whole hand. Yeah. And then she keep moving, then later she gonna blame me, I don't know how to polish. Quá dữ luôn. Ê, một ngọn nữa. Con phải té ra, straight your finger out. Xòe ra, xòe bằng tay ra. Sơn cái tay đi mà thẳng cái tay đi ngốc. Nó nói em thẳng tay mà ta sơn cái tay đi mà thẳng cái tay đi. Will.
từ từ trẻ đừng còn mú con, trẻ con đừng còn nhúc nhích con, đừng còn nhúc nhích nữa nhá. Anh này xong đây làm bằng bộ tay thôi, ngày mai ngủ dậy sớm ra gì bán xăm chân mày với xăm môi cho dùng mày ngọc ấy chứ. Nghe chưa cháy? Để đây, để ý đi đây. Nghe để đây nghe nhá. Sơn một nước được rồi. À, một nước được rồi. Cái gì vậy? Ngựa hả? Ngựa. Sao con nghịch mỗi lần bằng sơn một tay cho nó ngựa thế? Ngựa cho mỗi thì nó mang. Put your hands out like this, JD. So she makes it easier. Xòe bàn tay, đếm ngón tay. Cháy. Ngửa mặt mày, ngửa mũi mày, đừng có nghịch chứ. Ngồi sơ một tay lên là ngửa mặt mày, ngửa mũi. Are you being so difficult, Jade? She's itchy everywhere. She gets real itchy when it's okay, time rồi, to go to sleep. Bây giờ thằng cái tay ra cho cục như bàn sơn này. Không được, cái này nó sơn, cái đằng khô liền à. Ngón tay, bên đây đằng khô. Con bên nãy giờ nó màu mè qua, nó hẹ tới giờ chưa xong. Chứ gặp Ngọc là Ngọc xong từ 8 đời rồi. Mi sơn, chắc mi sơn lên tời hẹt thì Ngọc thấy qua. Ôi mày ơi. Ôi. Đừng con. Ngựa hả? Tao mà ngựa đụng chỗ khô trời. Mommy itcher. She's itchy all over. Ôi rồi, ôi trời ơi, thẳng cái tay ra. Chê đi nè. Ngọc đừng có nói á. Thơm quá, da thật kìa mà thơm dữ biết. JD, watch your hand. See you, okay. Bây giờ con ngồi với mẹ đi. Cho con watch your fingers, JD. Ok, mẹ đây. Rồi mẹ đây, để mẹ coi nha. Rồi tiếp theo ngón thứ hai, ngón thứ ba. Rồi ngón thứ ba này quá đẹp luôn. Tiếp theo luôn ngón thứ tư luôn bồ ơi. Lên luôn, sắp xong rồi bồ ơi. Ngọc cái việc tôi nghe giọng cái nội tôi tự một cái gì á. Gì? À đọc lô tô mày ba bê đê đọc lô tô. Không mày dơ chứ. Dù như mày cái ngươi mà hạt lô tô á. Thì lên luôn cái gì rồi tôi kia. Mày ngươi. Mày ngươi ê bằng vẻ. Chạy không làm gì chứ. Thổi cho khô. Chưa xong mà lấy. We gotta wait until she's finished before you blow dry them. Yeah. That is rồi, all right. Rồi xong. Okay, từ. Để sơn bóng lên là xong. Sơn bóng là luôn. Lấy cho nó miếng sparkle đi, cho nó sơn miếng sparkle đi. Đúng thế. Con còn thích. Con chơi đi. Con muốn sparkle không? Con còn muốn cái này á. Nó muốn chứ. Hôm nãy em nó cho nó miếng sparkle nữa. Khổ sở cái ngón tay xì bắt tới chấm sparkle nữa. Khổ. Bởi nói về chị ăn tiền. Ui chào ơi. Chào ơi, đẹp chết trời ơi. Không có sparkle nó last longer. Oh, sparkle last longer. Chút dù gì không? Quá đẹp luôn. Trời ơi, tay vàng tay bạc đây, đắp vàng nha dữ quá, phải đắp lên móng tay này nè. Hay quá. Từ từ. Nó con bỏ tay lên đây, con bỏ tay. Đừng có thôi, trời ơi. Rồi, để đó nha, con để đây thôi nha. Để đó thôi. Đi làm cái băng tay mà mệt hết, cháy hết. Từ từ. Để cô Ben sơn xong cái đạn này. Rồi mà được thổi này. Từ từ, còn một ngọn nữa nè. One more. Chờ chút chơi, ráng chơi. Thở. Từ. It's not dry, Jade. You can't put it in your hair. No. You gotta hold your hand out like this for a while, okay? Rồi, tắt hồn chứ nè. Mà hẳn thì đôi sơn kim tuyển chứ, tôi sơn kim tuyển lên rồi hàng nói chứ. It's sparkly, Jade. So she asked for purple, I did not. No, and now she said it's not purple. Yeah. Yeah. So the mom asked for sparkle, and now she said now it's not purple. No, bây giờ hết màu tím của nó. It's purple and sparkle. Yeah, it's purple mày and gold sparkle. Ngồi xuống để mày sơn chân cho. Từ. Okay. Ngồi xuống mày sơn chân cho. No, here. Bỏ hai cái tay lên kia đi. Để ngồi đây nè, tao sơn chân cho. Rồi. Đó, con bỏ hai tay hai bên đi. Mày sơn chân cho. Oh, your nails now, or your feet? Mẹ con mẹ mà sơn móng chân của con là trước khi mà dì Ben dì bỏ lên á hả, cái tấp cái nước bóng luôn á kìa. Là mẹ xong rồi đó chay. Từ con bỏ tay đây đi. Clear. Trời ơi, nó con vậy sao bây giờ con mẹ bỏ sparkle lên chân là này purple đó. Còn là hết purple đó chị chưa? Oh wow, JD, you are getting the full treatment. Yeah, like a little princess. Trời ơi, đã chưa?
You gotta wait until you get the base color down, JD. JD, don't watch your, don't poke your eye. Or you might get some. 10 đồng á, 10 đồng á, trai. 10 đồng cho tay với chân luôn hay là? Không, 10 đồng cái tay không á. Đúng rồi đó, một cái con là về đây là đi vô tiệm là mẹ chặt cái này là có chừng 15-20 đô đó chị nha. Biệt rồi, biệt rồi con. Mà con là con đang được nữa. Biệt rồi mà, mẹ biệt má, mẹ sớm xong cái này mẹ bỏ cái kia vô. Trang xuống ghê luôn, làm không trả tiền luôn mà làm như thượng đế chứ phải. Mà nó con chi đi. Nên làm nó con chi đi. Thấy không, mẹ nói với con là mẹ sơn. Very pretty. Mẹ nói với con thấy chưa, mẹ nói mẹ sơn. Mẹ có sparkles. Từ từ để mẹ sơn. That's enough, mommy. Ok. Rồi, cho sparkle vô luôn. Rồi, đây. Don't move. Đây, ở đây, đưa sparkle ra. Từng sparkle là chỉ có với bé mô được. Thôi, con để tay con y đổi chứ cháy. Sparkle là mẹ là khỏe rú. Đây, 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 đây. Mẹ sơn thì được bỏng lên cho xong nè. Daddy. What's that? Don't watch your. Don't no. Don't put your hand out like this. You don't want to get it on your dress, okay? You hold on, man. Do we hold? No, stop putting in your hair. It's so itchy. No, why? Rồi đây hả? Cho bây giờ nó ngứa. Được chưa? Được chưa? Đi làm. Đi làm. Mẹ chạy. Mẹ đang chạy. Why are you so itchy when everybody's doing this? Yeah. When they do. I was telling JD that if she was at the shop and having someone do it, it's gonna cost her so much. Yeah, more than what you gave her. Sam, bỏ được bóng lên, bóng lên, bóng bỏ chân này lên. Trời ơi, giờ nó ngứa có được đời nó không? Đấy hả? Why you get so? Đấy, con đứa đụng mẹ. Trời ơi. Trời ơi. We need one other hand, honey. Come hold her feet. We gotta hold her hands and feet. You hold her feet. She's itchy. I had to scratch for her. We're firm, right? Yeah, just firm. Yeah, just. Oh no, don't touch your toenails. Yeah, rảnh ghê thì cái. Trời ơi, có này, trời ơi, hai người cầm tay, hai người cầm chân này. Rảnh ghê thì cái chứ, nó đụng tao lại hư bà đó, có mấy ngón chân rồi, thôi kệ nó đi. Got the clear. Nửa đắp lên nửa là bắt đầu nó hư nữa phải không? Ừ, dây nó cũng khô luôn á. Rồi xong. Trời ơi, mày ơi. Trời ơi. Qua đây tao quay. Quay quay đây. Hey, ok, look at. Look at JD. Đó, thằng ngập nó hỏi, mày thổi tay, mày thổi chân. Rồi, đứa ngứa. Rồi, phải có gai luôn mày ghế. You see, so many people have to help you. Ê, tao chụp cái tấm này tao để làm thumbnail.